Xin chào tất cả các anh chị, mình tên là Trần Thị Huỳnh Giao, hiện tại mình đang là Life Coach của Học viện Audiolife. Thì qua cái ngày hai buổi bootcamp học cái khóa mà khai vấn chuyên nghiệp cô Nguyên Phụng đào tạo, thì thật sự qua cái hai ngày thì gồm 4 buổi, nhưng mà thật sự mình cảm nhận nó như 40 năm gì đó. Cô đưa vào quy trình quản trị cảm xúc, nó áp dụng được tất cả mọi lúc mọi nơi, trong mọi từng hành động, từng mọi suy nghĩ. Thì mình suy nghĩ nó từ ngày học tới giờ, mình suy nghĩ hoài thì mình cảm thấy nó đơn giản lắm, nó rất là dễ áp dụng. Thì nó mọi thứ thì nó chỉ là cảm giác, cảm xúc mà thôi, cảm giác mà thôi. Thì mình áp dụng nó thì mình có thể giải quyết nó ngay lập tức, không cần phải bao nhiêu năm giác ngộ. Mình một phút một chốc mình suy nghĩ, mình biết phân tích ra những cái đó thì mình nâng cao cái tần sóng rung động của mình lên ở cái mức dương, ở dấu cộng ở trong cái sơ đồ đó, mọi người cũng thấy mà đúng không? Thì qua cái và qua cái quy trình 9 bước của cô á, thì mình thấy cô mình thị phạm cô coach cho chị, một cái chị thì 20 năm chị sống trong sự không hạnh phúc, và chị là một người đòi hỏi rất nhiều, và cuối cùng chị cũng ngộ ra mọi thứ xảy ra đều 100% từ mình, và chị sẽ thay đổi cuộc đời của mình chỉ qua một phiên coach. Thì mình cảm thấy cái gì coach này á thì nó rất là tuyệt vời, mà nó giúp đỡ rất là nhiều người. Thì ở ngoài kia rất là nhiều người cần cái sự giúp đỡ của mình. Mình thấy đây, nghề coach là một nghề rất nhân văn, vừa tạo phúc đức cho mình và giúp đời, giúp người, và có thể tạo được thu nhập và tài chính. Thì mọi người hãy mở lòng cho mình, hãy chọn cho mình khóa học khai vấn chuyên nghiệp này. Nếu bạn chưa có ý định muốn giúp ai thì bạn hãy giúp bạn trước đi. Trong cuộc sống của chúng ta, mọi thứ luôn phát triển và vấn đề luôn xảy ra. Và cái quan trọng là chúng ta phải đối mặt với vấn đề và chúng ta xử lý như thế nào. Thì ở đây cho ta một quy trình để ta xử lý những vấn đề trong cuộc sống. Giao rất là biết ơn cô Phụng, biết ơn tất cả các anh chị đội ngũ, và biết ơn chị Tú Gainer, một người bạn của Giao đã giới thiệu Giao đến cái khóa học khai vấn chuyên nghiệp này. Giao hy vọng là Giao sẽ dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để học hỏi, nâng cao cái kiến thức của mình để giúp đỡ mọi người. Xin chào cả nhà mình. Mình là Quách Nhung đây. Mình là Life Coach của Học viện Audiolife. Trước khi đến với môi trường Audiolife này, từ một con người mình vô cùng nóng tính, cái tôi rất là lớn, có thói quen yêu cầu, đòi hỏi một người khác, và khi có chuyện gì xảy ra thì lại không có thói quen chịu trách nhiệm mà thường đổ lỗi, phán xét, chỉ trích người khác. Thì ngày hôm nay em Quách Nhung đã làm chủ được cái kiểm soát được cảm xúc của mình, em hạ được cái tôi của mình xuống, em học được cách chịu trách nhiệm 100% với những gì xảy ra trong cuộc đời mình. Em đã ngưng đổ lỗi và chỉ trích và phán xét người khác, và trở nên một phiên bản tốt hơn trên chính con người cũ của mình. Và nếu bạn đang gặp khó khăn về gia đình, vợ chồng, mất kết nối với chồng, mất kết nối với vợ, mất kết nối với con cái, hay là anh em, bạn bè, hay vấn đề về tài chính có vấn bất ổn, thì Quách Nhung khuyên bạn hãy chạm đến quy trình này. Chắc chắn bạn sẽ có một sự hạnh phúc, an yên, thật sự bình an từ trong tâm trí của mình. Và Quách Nhung hy vọng những hạt giống này sẽ lan tỏa đến mọi người và giúp ích cho cuộc sống của mọi người được tốt đẹp hơn. Xin chào các anh chị, em là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1983, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hiện em là Life Coach, trưởng phòng kinh doanh 01A của Học viện Coaching Audiolife. Trong thời gian vừa qua, em và đội ngũ của mình đã giúp cho hàng ngàn gia đình có sự chuyển hóa nhờ những quy trình coach quốc tế và kết hợp với những triết lý cổ đại. Trải qua các khóa học khai vấn chuyên nghiệp khác nhau, mỗi khóa học đều có sự nâng cấp từ học viện. Nhưng điều mà khiến em vỡ òa sau 2 ngày học thực chiến của K10 đó là quy trình quản trị cảm xúc và làm chủ tư duy. Đây là một công trình nghiên cứu vĩ đại của Đức Phật cách đây 2.600 năm về trước. Những giá trị mà em nhận được đó là những gì mình nhận diện được, nó không phải là mình. Tất cả đều là sự trống rỗng, cho nên là chúng ta hãy tách rời, không nên dính mắc. Mọi sự vật hiện tượng nó sinh ra và nó mất đi theo quy luật thành trụ hoại không, nên chúng ta phải biết, luôn luôn phải biết làm mới và gieo trồng. Tất cả các thông điệp mà những âm thanh, hình ảnh, nó được tác động trực tiếp đến năm giác quan của mình, gọi là cảm giác trên thân. Ngay lúc này, cảm xúc trong tâm của chúng ta xuất hiện, có thể là cảm giác tích cực hoặc tiêu cực.
Những cái lúc như vậy thì những tư duy, tư tưởng của chúng ta được hình thành. Và ngay tại lúc này chúng ta thay vì đặt câu hỏi tại sao, mà chúng ta hãy đặt câu hỏi khi nào thì nó kết thúc. Đây cũng là một trong những cái cách mà chúng ta gieo trồng lại những hạt giống, ngưng gieo trồng những cái bất thiện nghiệp. Thông điệp đến từ trái tim em để gửi đến tất cả những ai còn loay hoay những cái vấn đề về mối quan hệ, tài chính, sức khỏe, thì hãy cho phép bản thân mình chạm tới khóa học khai vấn chuyên nghiệp thì mọi nút thắt đều được tháo gỡ.